đụng cái người ta đưa thiệp cho mình. Ủa sao ai cũng đưa thiệp chứ, mình bỏ đi theo chồng hết trơn vậy? Mình tới nhà cô ấy chơi mỗi ngày mà nhiều khi mà mình không biết là mình thương. Mình phải nói người ta mới biết chứ, mình im hoài người ta đâu biết, tưởng đâu bạn bè chơi với nhau rồi có người hỏi cưới người ta ừ luôn. Ôi hai người hôm nay chán ghê luôn á, một người thì chậm nè, một người mà giờ này cũng chưa có tình trường nữa. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. À, em tên là Trần Cao Minh. Tên sao lạ vậy? Hình như không phải tên đăng ký trong chương trình đúng dạ, không? Tên này là nghệ danh của em, nickname của em. Trời, có nghệ danh luôn hả? Ủa như nghệ sĩ vậy? Dạ. Chứ còn tên thật là gì? Tên thật là Trần Hùng Anh. Ủa sao Trần Hùng Anh cũng đẹp mà tại sao phải đổi Trần Cao Minh, có ý nghĩa gì không? Hồi xa xưa là ông nội đặt cho em nhưng mà về sau này mới nhắc lại. Định đặt cái tên đó dạ. Rồi cuối cùng là đặt cái tên kia dạ. Cho nên là mình muốn kỷ niệm mình lấy cái tên ông nội đặt rồi hồi đầu định đặt đó, mém đặt đó dạ. Mình làm cái nickname luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, mà với cái tên đó thì có vẻ thành công hơn. Nó có vẻ vui vẻ hơn à. Còn Kim tên kia thì nó nghiêm nghị quá. Bạn bè trong lớp thì gọi là Hùng Anh. Hùng Anh. Còn thí dụ mà bạn cà phê rồi bên ngoài, ngoài đời này kia đi chơi làm ăn là kêu bằng Minh. Bất động sản này kia thì Cao Minh. Rồi, em nghe rồi ha. Em muốn kêu anh hay là anh muốn kêu Minh gì đó là tùy mình nha. À, anh có hai cái tên. À, hiện tại mình đang sống ở đâu Minh? Em sống ở Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. À, năm nay em 43 tuổi. À, giáo viên dạy tiếng Anh. Giáo viên dạy tiếng Anh. Có một cái nghề nữa là quản lý nhân sự, môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. 43 tuổi hả? Là sinh năm 76 hả? Dạ. Trời ơi sao trẻ dữ vậy. Rồi sẽ mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình. Em là Nguyễn Thị Minh, năm nay 38 tuổi, là giáo viên trường tiểu học Phú Thị 6 của Tân Phú. Ở Tân Phú, quê mình ở đâu em? Em quê ở Thanh Hóa, em vào chắc cũng được 20 năm rồi. Ồ, 20 năm luôn rồi, dạ. Hiện tại mình đang sống với ai? Em sống với mẹ và em trai. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì rất là nghiêm túc, biết quan tâm, chia sẻ. Rồi, còn điểm yếu? Điểm yếu thì em cầu toàn, đôi khi hay làm khó mình. Với cái nữa là em nóng tính, đôi lúc thì hay cầm rầm, hay quên. À, hay cầm rầm là hay cầm ràm á hả? À. Cầm ràm ai? Ví dụ như nhiều việc quá là em cứ cầm ràm mình vậy đó. À. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Nhớ dài. Đúng rồi, dân kinh doanh mà, phải không? Phải nhớ dài. Nhớ dài. Nhớ dài mà có thù dai không? Có xích mích hay có những xung đột gì đó phải gặp nó cho nó rõ, làm rõ vấn đề xong rồi bỏ. À, chứ không được là cứ ấm ức hoài đúng không? Ấm ức hoài mà một khi mà đã xả được, mà đã coi như là trút được á, phân rõ ai đúng ai sai rồi đó, rồi ok bỏ qua. Rồi. Ừ. Quản lý công việc, quản lý thời gian nói chung là tốt. Điểm yếu như là hơi tự ái. Tự ái về những cái việc gì? Ví dụ ở trong công ty đi, cái cô đồng nghiệp của ngồi á, cô nói chuyện mà cũng khen chồng cổ miết luôn. Tự nhiên cái mình thấy mình nhỏ bé, mình tự ái cái mình quay qua mình chồng ta người ta khen chứ là... lẽ giờ chồng ta người ta khen chồng ai trời. Trời đất, ví dụ như mà trong công ty có hai anh ba anh mà cổ ngồi cổ khen hai anh kia không mà không khen mình tự ái, còn ta ngồi ta khen chồng ta là đúng rồi. Cơ bản đó là về vật chất, so sánh qua so sánh lại này kia là mình không thích cái kiểu đó. Ta đem mấy cái đó ra ta so sánh thì mình không thích gì ta. Chứ còn mình tự ái làm gì, thí dụ mình cảm thấy mình thua thì mình cố gắng mình phấn đấu trong cái để điều kiện kinh tế mình nó tốt hơn. Còn thật ra mỗi người một hoàn cảnh chứ mắc gì đâu tự ái. Mình rước cái vô bực mình trong người mình làm gì, mình né mình hoặc là mình không chơi thôi. Rồi, còn tình trường của mình sao em? Em thì chưa có tình trường nào chính thức cả. Cái gì? Dạ. 28 tuổi chưa có tình trường nào chính thức? Dạ. Từ hồi đi học luôn tới giờ không để ý ai hết trơn hả? Có chứ, nhưng mà chỉ để ý thôi chứ chưa. Rồi cũng không ai để ý mình, không ai cua mình, không ai làm quen mình luôn hả? Dạ có chứ, nhiều chứ. Nhiều mà tại sao không chọn? Ít nhất phải có mối tình dắt dai cho có biết yêu với người ta chứ. Em cũng muốn lo cho cuộc sống trước. Lo cái gì thì cũng hai mấy tuổi, 30 tuổi thôi chứ 38 tuổi rồi. Mà giờ hỏi thiệt là muốn lấy chồng chưa, muốn có tình yêu chưa? Thì tham gia thì là phải muốn rồi chứ chị. Trời ơi trễ rồi đó, phí tuổi xuân quá. Lấy chồng vô trẻ hơn nữa. Còn mình sao? Tình trường 43 tuổi chắc tình trường nhiều rồi ạ. À. Dạ nói chung thì cũng qua mấy mối tình, người cuối cùng á quen được cũng 2 năm. Đụng cái cô ấy có người quen giới thiệu Việt Kiều rồi cái đi nước ngoài luôn. Trời đất, đi có báo trước gì không? Có chia tay gì không hay là lẳng lặng? Lẳng lặng đi luôn. Rồi đi luôn rồi có liên lạc gì về xin lỗi xin phải hay là bà nói tin có, báo tin? Có gửi mail cũng xin lỗi này kia các thứ. Rồi chúc may mắn, chúc anh kiếm được hạnh phúc này kia thôi. Rồi 2 năm nay sao không kiếm mối khác? Nói chung cũng nhiều khi cũng mất lòng tin.
Trước đó thì cũng có vài mối tình lúc mà còn đi học á, mình thương người ta mà nhiều khi mình không có biết là mình thương người ta, đụng cái người ta đưa thiệp cho mình. Nữa sao ai cũng đưa thiệp chứ, là bỏ đi theo chồng hết trơn vậy. Mình tới nhà cô ấy chơi mỗi ngày mà nhiều khi mà mình không biết là mình thương. Mình phải nói người ta mới biết chứ, mình im hoài người ta đâu biết, tưởng đâu bạn bè chơi với nhau rồi có người hỏi cưới người ta ừ luôn. Ôi hai người bữa nay chán ghê luôn á, một người thì chậm nè, một người mà giờ này cũng chưa có tình trường nữa. Bây giờ cảm thấy mà ổn á, mở ra mà thấy được là mình phải tấn công ào ạt, mình phải làm liền. Lẹ lẹ cưới sớm đẻ sớm chứ còn cha già con mọn là mệt lắm, đúng không? À bây giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Trung thực, chững chạc và biết quan tâm chia sẻ. À, về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Ngoại hình thì em cũng không có đòi hỏi cao, cao hơn em là được. Mình muốn tìm một mẫu người bạn gái và một người vợ tương lai như thế nào? Thích cái tính tình giống như là diễn viên Ngọc Lan. Còn về ngoại hình nói chung là cũng cao, cũng tầm tầm của Cao Minh. Hiền thục, biết cách cư xử, biết kính trọng trên dưới. Bởi vì khi cưới về thì ở nhà Cao Minh ở chung với mẹ với một chị thôi. Chị chưa lập gia đình luôn? Bà chị lớn rồi. Bà chị nói là mày lấy vợ và mày đẻ con tao chăm cho. Nói chung căn nhà cũng nho nhỏ, ấm cúng. Có gia đình thì sẽ có một cái không gian riêng của mình. Cao Minh cũng có chuẩn bị một cái lô đất ở Gò Vấp đó, để sau này thí dụ mình có xây và có ra riêng thì mình ở. Thí dụ muốn ra riêng, có ra riêng được không? Được chứ. Mình muốn có chịu làm dâu không? Em thì cũng dễ sống lắm. Làm dâu cũng được, làm ra riêng càng tốt đúng không? Rồi, có điều là em không có giỏi nấu ăn. Tính thì dễ chịu thôi nhưng mà nấu ăn thì không giỏi. Chủ yếu mình muốn làm mà được rồi. Còn mình cái khả năng mình tới đó mình làm, còn chuyện ăn ngon ăn dở đó là trời cho mình khả năng. Thật sự ở làm dâu thì nó sướng một cái á, là vợ chồng có đi đâu có công việc gì á thì con cái rồi có ông bà, có người nhà người lớn giữ giùm thì cũng đỡ. Dạ. À, nhưng mà có cái khó nhiều khi muốn gây lộn hay muốn gì đó, cái có người lớn ở nhà không có gây được, không có gây được. Đó, cổ ở trọng đó có hình không hả Minh? Dạ có. Ba chàng trai này đố em anh ấy là ai? Đó. Rồi trong đó có cổ trọng á, cũng dễ lắm chứ không có lạ đâu. Bởi vì trong hai tấm hình đều có cổ rồi, mình so sánh là mình đoán được liền. Nhận ra chưa? Ai? Anh nào? 43 tuổi. Em nghĩ chắc người này. Lý do tại sao là đoán người đó? Năng động. Dạ, ở đây ạ. Hay rồi, đợi đấy hai giữ đi để coi hồi mở cửa đó tìm ra có phải không? Đâu, ai? Người này. Lý do tại sao đoán người đó? Người này. Tấm này cũng có người này, tấm này cũng có người này. Rồi, mở cửa trái tim. Hay quá, hôm nay ai linh cảm cũng đúng hết trơn hết trọi. Kiểm tra lại coi đúng không nha. Đúng không em? Dạ, đúng. Hay quá ha. Ba chàng trai nhìn vô cái đó đúng liền. Thật ra bên đây là dễ, tại vì mình nhìn cái hình đây, nhìn qua đây nó trùng hợp với nhau nè. Bên đó khó à nha, bên đây tới 3-4 anh mà đoán được trúng là cũng là có thần giao cách cảm lắm. Thôi, tặng quà, phải không? Tặng quà trái tim luôn. Anh có một món quà tặng anh. Em cũng có một món quà, đây là cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm. Em hay nghe pháp của thầy, em cũng mong rằng anh hay ghen tị cái gì đó thì anh đọc cái cuốn sách này thì anh sẽ... Anh không có ghen tị. Trong tình yêu là anh ghen thôi chứ không có ghen tị. Thì khi mà đọc cuốn sách này xong thì có thể cái tính nó sẽ giảm đi từ từ. Cảm ơn em, hiểu về trái tim, hiểu về em nhiều hơn đúng không? Hay lắm đó, rồi mời hai bạn ngồi xuống. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút riêng tư để hai bạn trò chuyện với nhau ha. Vừa thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Mr. Light. Rồi vài phút sau thì Tường sẽ quay lại rồi mình tiếp tục mình tìm hiểu nha. Mời em. Dạ, mời em. Em cũng là đi dạy luôn hả? Dạ. Em dạy ở đâu? Em dạy ở quận Tân Phú ạ. Mà em dạy môn gì? Lớp 1 dạy tất cả các môn ạ. Các môn luôn? Dạ. Em ở với ai? Em ở với mẹ. Vậy là hai mẹ con là thuê nhà trong đây, ở trong đây luôn. Ở Tân Phú luôn?
Em ở với mẹ, em trai nữa, nhà riêng. À, vậy là mua căn nhà trong đây là ở trong đây luôn. Dạ. Ủa, vậy là gia đình em là chỉ có em với lại đứa em trai thôi. Dạ, còn em chị gái nữa. Dạ, chị gái em có gia đình rồi, cho nên à, có riêng, có gia đình, có nhà riêng. Ngoài việc giảng dạy và học ra rồi, buổi tối em làm cái gì? Em cũng hay đi dạy thêm. Ờ, dạy thêm hả? Cũng hay lắm á. À, dạy tiếng Anh ở trung tâm. Em có làm nghề gì thêm không? Có giải trí gì không? Dạ không ạ. Em chỉ dạy thôi. Giờ cuối tuần thì em hay đi chùa. Anh hay đi chùa vào ngày rằm. Anh thường hay đi chùa nào? Chùa Phổ Quang với lại những cái chùa gần nhà anh. Em dùng. Em thích chơi thể thao không? Em ít chơi. Anh thích chơi thể thao. Anh chơi môn gì ạ? Đạp xe đạp, là chạy bộ nè, tập tạ nè, tập yoga nè, tập cardio, coi như tiêu hao năng lượng chứ đó. Ồ, tập nhiều hả? Đi làm về tập vô tập thì tâm trạng thoải mái. Chắc là em cũng sẽ cố gắng. Ít nhất thì tập sẽ tập một môn ví dụ như yoga. Em nên chơi thể thao nhiều. Tối ngày mình châu đầu vô mình dạy này kia rồi mình lo kiếm tiền. Rồi không có thời gian mình thư giãn, mình tham gia hoạt động xã hội. Nó sẽ stress lắm. Đúng, đồng ý. Với lại phải đi nhiều mới có cơ hội gặp người này người kia. Mình đi dạy xong đi về không đi đâu hết trơn. Bởi vậy 38 tuổi chưa có mối tình nào đó. Ủa vậy là đi hoạt động xã hội nhiều lắm phải không? Hoạt động xã hội, nói chung là em đi chơi, hát hò hơi nhiều. Hát hò hơi nhiều. Rồi chút xíu nữa hát bài mình nghe thử coi sao. Hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Có hỏi gì yêu đương gì chưa? Bây giờ thí dụ được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Lúc nào phù hợp là tiến tới lúc nào cũng được. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Bao nhiêu lâu thì là vừa đủ? Em thấy có thể là nhanh. Nhanh là khoảng 3 hoặc 6 tháng được là cưới á. Nhanh quá vậy? Rồi rủi như là tìm hiểu chưa kỹ rồi lầm lỡ thì sao? Hát bài trái tim lầm lỡ. Rồi thôi giờ hát bài trái tim lầm lỡ trước đi. Bây giờ hát bài tặng đi, mình đi liên sinh hoạt mà. Đó nãy mới nói đi tham gia mấy sinh hoạt cộng đồng xã hội nhiều. Vậy em mở cái nhạc cho nó hát cho nó không nhớ lời. Rồi, bài gì? Tình yêu tuyệt vời. Tình yêu tuyệt vời. Hợp lý trong thời điểm này. Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xin bao rung động. Làm con tim anh băn giá, lòng anh trào dân khát khao. Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao. Và em là người anh đã khát khao chờ mong. Rồi, bây giờ đó hơi là được rồi. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm một vài những cái yêu cầu của chương trình ha. Mình bốc những lá thăm trong này mình thực hiện những yêu cầu để cho mình hiểu nhau hơn, để cho mình gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai bốc trước. Cùng nhau tạo dáng cặp đôi để chụp những post hình thật tình cảm. Được không? Được. Rồi mời em qua bên đây. Sao? Của mình là em gì? Là cùng nhau khiêu vũ một điệu nhảy tình cảm và lãng mạn. Rồi, từng yêu cầu một sẽ được thực hiện. Rồi mời qua đây. Mình thanh niên mà, mình phải nhanh lên. Rồi em gái đứng lên luôn cưng. Trước tiên là bây giờ hai bạn tạo dáng đi, chụp hình với nhau trước đây nè. Tạo dáng trái tim nè, gì đó cho dễ thương. Mình chụp hình bên với nhau. Bên kia chụp đúng không? Đúng rồi, người ta chụp cho mình nè. Qua đây. Rồi trái tim đi nè, hai bên vòng tay vô đi nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Được chưa? Có hình chưa? Rồi, giờ khiêu vũ đi nè. Rồi, được rồi, cảm ơn hai bạn. Có te, ta mới biết nhảy, ta chưa biết đi mà không còn nhiều, người ta te luôn nữa. Trời ơi, tôi đây còn chưa biết te nữa nè. Cảm nhận sao em gái? Cũng rất là vui đó chị. Rất là vui đúng không? Bởi vậy, mày mốt phải rủ cổ đi ra ngoài nhiều chút xíu nha. Sợ cổ có thời gian kín quá, không có thời gian mà để cho cái bản thân. Có tình yêu rồi là mình sắp xếp với nhau được hết á. Ngày hôm nay là có em trai của bạn gái đi theo nữa. Bây giờ mình sẽ mời em trai vào đây để có vài ý kiến thêm cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay của mình. Cậu ấy có nhận xét như thế nào nha. Chào chị Cánh Tường. Rồi, chào em. Rồi. Em là Phong, em trai của chị Minh. Là có hai chị em thôi đúng không? Hôm nay tới thì chỉ có hai chị em thôi. Hai chị em thôi.
Em có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Có gia đình rồi, thấy chưa? Tại sao mà lại để cho chị gái bây giờ này vẫn chưa có ai rước? Mình phải khuyến khích chị đi ra ngoài đường đi chơi đồ nhiều chứ, chị đi làm suốt rồi làm sao có cơ hội? À, đó cũng là tâm tư của cả gia đình nha chị Cát Tường. Đó. Bởi vì thực ra là chị gái của em á thì cũng hơi cầu toàn và là cái người của gia đình. Trước đây thì nhà cũng có đôi chút khó khăn và chị ý mong muốn rằng là dành nhiều thời gian cho gia đình. Rồi tới một cái lúc khi mình quay cuồng vào cái công việc á, khi mà nhìn lại á thì lại cảm thấy như là nó hơi phí cái tuổi xuân ha, đúng không? Thì lại cảm thấy như có một chút gì đó nó không có tự ti với bản thân rồi thế nào ấy kia, mà với một cái độ tuổi nào đó thì kiếm một cái đối tượng phù hợp thì nó cũng không có được thuận lợi. Nãy giờ ngồi xem cái cuộc nói chuyện của hai người thì em có một cái cảm xúc như thế nào? Em thấy thì có một cái sự đồng điệu ít nhiều giữa hai anh chị, sự cảm thông hoặc là hiểu nhau ở trong đó. Cũng mong muốn là cái cuộc gặp này thì cũng hai người cũng cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau, bởi vì em thấy anh Cao Minh á là một người hiểu biết và em nghĩ rằng là anh là người biết thông cảm, biết chia sẻ. Cho nên là cũng rất hy vọng được là hai anh chị cho nhau cơ hội. Trước hết là mình sẽ có những một cái mối quan hệ mới. Thứ hai là khi mà mình phát sinh tình cảm thì đó là nó nâng mình một cái bậc cảm xúc khác. Cảm ơn em rất nhiều. Ngày hôm nay chị Tường cũng rất là mong là sẽ mai mối thành công cho cặp đôi này. Chúc mừng em nha. Chị sẽ cố gắng hết sức. Thật ra là ăn thua cũng là cảm xúc của hai người thôi. Dạ, mình rồi. Chỉ là những cái người đưa ra những cái cơ hội và đẩy những cái chất xúc tác vô thêm thôi. Cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Đó là nhận xét của phía gia đình để cho mình thêm một cái nhìn cho nó khách quan thêm nữa ha. Nhưng mà cái chính cũng là hai bạn. Nhưng thật sự thì Tường nói như thế này nè, hồi lúc mình còn trẻ đó, mình gặp ai đó mình có thể có cú sét ái tình, mình rung động nó dễ. Càng sau với lại rồi một người thì chưa bao giờ yêu, rồi một người thì nói chung là cũng thất vọng, cũng cảm thấy mất lòng tin. Thì như vậy hai bạn sẽ khó có cái sự rung động ở cái lần đầu tiên lắm. Nhưng mà mình phải nhìn một cái tổng quan. Nếu mà cảm xúc mình chưa đủ thì mình phải dùng lý trí mình quan sát xem đối phương này có phù hợp hay không. Nếu được thì chúng ta hãy cho nhau một cái cơ hội. Suy nghĩ thật là kỹ. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 3 Hết thời gian, trời ơi. Chuyện tình yêu của người ta mà tôi muốn rớt tim ra ngoài vậy, trời ơi, sao tôi ngồi hộp. Hôm nay coi như sự khởi đầu. Biết đâu có tình yêu 2-3 tháng sau mà gặp lại một cái là mặt mày tươi hơn, mặt đẹp gái lắm nha. Phải có hơi trai vô tươi liền. Nắm tay nhau đi anh chị. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời anh. Dễ thương quá. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Bà Mối Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng Hẹn Hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay như thường lệ, Cát Tường, một ngày nắng rất là đẹp, nắng đang rọi vô mặt Cát Tường luôn. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ có một cái cuộc trò chuyện thật là vui vẻ tại chương trình Hẹn Ăn Trưa này nha. Bây giờ Cát Tường sẽ ra ngoài và chào đón nhân vật của chúng ta vào. Đợi xíu nha bạn trai. Dạ vâng ạ. Rồi mời em gái vào đây. Bên trái cái ghế nha. Rồi, mình ngồi dựa thẳng vào ghế nha, thoải mái nha. Tháo mặt nạ ra luôn nha hai bạn ơi. Rồi, để lên đây nè. Rồi, ngồi dựa luôn đằng sau. Rồi, chào hai bạn, để đây. Rồi, bây giờ thì mình đã... không có kéo ghế luôn, trời ơi, đừng có tự tiện. Lùi chút xíu nữa. Dễ, người ta đã sắp... Rồi, ngồi dựa luôn đằng sau nha. Rồi, chào hai bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện thật là lớn to rõ để cho hai bên có thể nghe được những thông tin của nhau nha. Em trai sẽ giới thiệu trước nè, em tên là gì? Dạ, em tên là Hoàng. Cái gì Hoàng nè? Bùi Đức Hoàng. Bùi Đức Hoàng. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên giao hàng. Là sinh năm bao nhiêu? Dạ, sinh năm 91 ạ. 91. Quê gốc mình là ở đâu?
Quê gốc của em là ở Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định. Ừ, mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, em xuống đây được hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi, mình đang sống với ai ở Gò Vấp? Em ở một mình thôi. À, mình thuê nhà trọ ở một mình đi làm. Mình làm công việc là giao hàng lâu chưa? Dạ, em bắt đầu làm từ tháng 10, 2019 đến giờ. Lý do gì, động lực gì mà mình rời quê mình vào thành phố lập nghiệp? Dạ, bởi vì ở nhà thì không có, nói chung là không có cơ hội phát triển. Nên là em vào đây để có gì tìm kiếm cơ hội mới. Hiện tại thấy công việc mình đã ổn định chưa? Mình cảm thấy là đã hòa nhập được với cuộc sống ở trong này chưa? Dạ, thì hiện tại bây giờ thì công việc của em cũng vẫn đang là bình thường. Và em thì cũng đang có một cái hướng đi mới. Đó là muốn gọi là phát triển lâu dài hơn. Điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em thì được cái là ham học hỏi ạ. Được gì em cũng có thể học được. Điểm yếu của em là giao tiếp kém. Với lại thù ra hơi dai ạ. Hả? Thù hơi dai. Thù hơi dai? Ừ. Trời ơi, vậy cuộc đời đã thù nhiều người chưa? Nói chung là em là ít giao tiếp về bạn nam nên là về nam thì không có thù. Vậy là nhưng có thù nữ? Chỉ có nữ là do về chuyện tình cảm là có thù nhiều. Trời đất ơi, về chuyện tình cảm mà thù sao ngang ghê vậy? Trời ơi là trời. Là thù ai? Thù bạn gái cũ hả? Không, bạn gái cũ của em thì em lại là người nhớ ra nhất. Bởi vì tức là tình yêu đối với em á, giống như kiểu là một cái đống lửa vậy. Bây giờ lúc đầu thì nó cháy nhỏ nhỏ đúng không? Thì ví dụ như mà hai bên vun đắp thì sẽ cháy đều đều. Rồi nếu mà hết tình cảm thì nó sẽ giảm dần dần. Nhưng đây cái trường hợp mà em cảm thấy không vui nhất đó là người ta tạt nước tắt luôn. Đó là em cảm thấy không vui. Em thấy coi như là mình ghim cho đó, mình ghim đó phải không? Đúng rồi, ghim đấy. Mà đó là bạn cái cũ luôn hay là bạn bình không, thường bạn hay là bạn làm ăn hay là cái gì? Tức là những người mà em quen không có gọi là được lâu dài á. Tức là gọi là mới gặp mặt nhưng mà họ đã làm cho em cảm thấy gọi là thất vọng. Rồi, chút xíu nữa mình sẽ tâm sự kỹ hơn về cái tình trường. Thế hiện tại giờ là ba mẹ rồi anh chị em là ngoài quê hết. Vâng, ba mẹ em hiện tại bây giờ đang ở Đắk Nông, nhà em cũng hiện tại đang ở Đắk Nông. À, nhà mình đông anh chị em không? Nhà em có hai đứa, em với lại một đứa em gái nữa. À, vậy cũng ít anh em ha. Vâng. Rồi để tôi cũng nôn nao lắm, để bên đây giới thiệu rồi đã rồi tôi tìm hiểu coi sao mà thù người ta nghe không. Rồi nghe thù phụ nữ nghe thấy sợ không em? Hơi sợ ha. Rồi tới em giới thiệu nè. Dạ, em tên là Mỹ Hòa, năm nay em 24 tuổi. Công 24 việc... là sinh năm nhiêu cơ? Dạ, sinh năm 1988. À, rồi. Dạ, công việc hiện tại của em là livestream trên những cái nền tảng app như là giống là TikTok hay là Vigo Live. Em thì hiện cũng đang học ngành tiếng Anh thương mại và muốn tìm một cái bạn trai nào mà cũng có thể có khiếu ngoại ngữ giống như. Mình làm công việc đó lâu chưa? Dạ, em cũng mới làm công việc livestream gần đây thôi. Vậy trước đó thì mình làm gì? Dạ, em có tìm hiểu qua mấy cái bán hàng mỹ phẩm, mấy cái sản phẩm thực phẩm chức năng của những công ty nước ngoài. Dạ. Rồi, vậy thì cho chị hỏi là quê gốc mình là ở đâu? Dạ, quê gốc em là ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi, vào trong này lâu chưa? Dạ rồi. Từ lúc mà mới sinh ra là em được ở Sài Gòn. À, vậy là mình cũng sinh sống lớn lên ở trong này luôn, ngoài kia chỉ là quê hương thôi. Bây giờ còn ai, còn gia đình, ông bà gì ngoài đó không? Dạ không, ông bà của em là cũng sống chung với em. À rồi, chị hiểu rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là có khiếu ngoại ngữ, còn điểm yếu là cũng còn hiền và ít nói. Trời, mà làm live stream mà hiền ít nói sao live stream? Dạ. Live stream phải lanh, phải nói nhiều, nói lớn lên, nãy giờ chị nghe em nói cũng hơi nhỏ đó. Dạ. Thì từ từ phải khắc phục nha. Chứ cái nghề của mình là phải lanh lẹ, phải dạng dĩ chứ. Đúng không? Rồi, bây giờ cho chị hỏi là về tình trường nha. Bình thường là em đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua được 2-3 mối tình. 2-3 mối tình. Mối tình thứ nhất là hồi đi học cấp 3. Nhưng mà khi mà chuyển trường xong thì mối tình đó cũng kết thúc. Rồi. Còn mối tình thứ 2 và thứ 3 thì nó diễn ra là ở hồi em học đại học. Nhưng mà cũng lo học quá nên là cũng chưa đi đến đâu. Cái mối tình nào là trong ba mối tình đó, mối tình nào là cái mối tình sâu đậm nhất mà để lại nhiều ấn tượng cho em nhất? Dạ. Chắc mối tình thứ ba gần đây là những lúc đó là em cũng có nhiều thời gian rảnh và sắp xếp
đi với người ta. Quen nhau được bao lâu? Dạ cũng cỡ được gần 3 năm. Trời, 3 năm là cũng dài đó chứ. Vậy tại sao mà phải chia tay vậy em? Lý do gì? Dạ cũng tại do không hợp về công việc với lại kiểu như không có hợp về thời gian dành cho không hợp công việc là sao thì việc ai nấy làm thôi. Dạ, giống như là thời gian dành cho nhau không có sắp xếp được. Em thường là em livestream này, em livestream cái giờ nào, công việc em như thế nào, giờ giấc như thế nào? Dạ giống như livestream cỡ giấc chiều tối. Còn ví dụ mà người ta đi làm thì đi làm nguyên một ngày luôn. Cái tối người ta mới về, còn tối em bận livestream là không có rảnh được. Em livestream suốt tuần luôn hả hay sao? Dạ không, cái công việc đó là tùy. Dạ. Vậy bây giờ sắp tới ví dụ mình có người yêu thì mình sẽ sắp xếp cái công việc như thế nào, cái thời gian để dành cho cái tình yêu như thế nào? Mình có thể thay đổi thời gian livestream những cái app đó để mình có thể dành thời gian cho bạn nam nhiều hơn. Tại vì cái này thật ra mình cũng phải chủ động chứ, bây giờ nếu mình không có thời gian dành cho nhau thì mình cũng khó hiểu nhau để mà tiến tới xa hơn. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai em muốn tìm là có thể hiểu em, có thể tha thứ và nói chuyện trò chuyện với em. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì không cần quá cao hay là quá thấp, nhưng mà vừa vặn đầy đặn là được. Ok, rồi bây giờ tới cái tình trường của em nè. Sao? Kể chị nghe coi, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình gọi là sâu đậm nhất. Rồi, kể đó chị là nghe coi. Quen từ 2010 mà đến tận 2018 em mới gọi là bỏ. Trời ơi, 8 năm luôn. Tức là quen nhau chính thức thì là được 2 năm. Nhưng mà giống như kiểu do duyên số nên là muốn gặp nhau một lần mà cũng khó. Là sao? Tức là cứ thế mà mỗi lần muốn hẹn gặp nhau là có một cái vấn đề gì đó xảy ra là ngăn cản. Cụ thể. Tức là hồi em quen là em còn đang đi bộ đội á. Thế là quen nhau nói chung là cũng được hơn một năm rồi đấy. Thì đợt đó là em đang học ở ngoài Đà Nẵng, học ở trường quân sự ngoài Đà Nẵng. Thì hôm đó cũng là chủ nhật mà công ty của cô ấy là chở nhân viên đi du lịch á. Thì lúc đầu á là có điện thoại thì có hẹn nhau là chủ nhật là em cũng ra ngoài thì sẽ gặp cô ấy. Nhưng mà đúng cái hôm thứ bảy, tức là hẹn nhau hôm thứ sáu nhá, thì hôm thứ bảy là đột nhiên đơn vị kiểm tra quân tư trang á, nên là điện thoại bị tịch thu luôn. Nên là cuối cùng không liên lạc được rồi, cũng không gặp được nhau. Xong rồi sau khi mà em đi bộ đội về á thì cũng nói chuyện, vẫn nói chuyện một thời gian nữa, thì bắt đầu là gia đình của anh ngăn cản. Tại sao ngăn cản? Cũng không muốn cho quen xa đó. Em ở đâu, cổ ở đâu? Cô ấy ở Bình Phước, còn em ở Đắk Nông. Thì hồi đó là năm đó nó cũng 21 tuổi chứ mấy, nên là cũng không có chắc chắn như bây giờ. Thế nên là bị ngăn cản, xong rồi cô ấy thì cứ hay trốn, lúc nói chung là toàn lúc vào bụi để gọi điện thoại cho em không. Trời ơi, tội vậy, dễ thương quá vậy. Nghe tiếng dế kêu. Cuối cùng em thì hồi đó mới đi bộ đội về thì chưa biết, gọi là chưa đi làm được như bây giờ, nên là kinh phí cũng không có để mà xuống thăm. Thế rồi cuối cùng là cô ấy lấy chồng. Trời đất ơi. Sau khi cô ấy lấy chồng rồi thì cũng vẫn gọi là nhắn tin gọi điện, nhưng mà kiểu thấy giống như kiểu là khách trả lời, gọi là trả lời lén. Người ta có chồng rồi còn liên hệ làm chi nữa. Thì thấy người ta vẫn gọi được thì em cũng nghĩ là chắc không sao, thì cứ nhắn tin gọi điện. Nhưng mà mãi về sau này em thấy giống như kiểu là càng ngày càng có vẻ khó khăn hơn, nên là em bảo thôi. Em vẫn nhắn tin ở trong một cái bài viết em gửi ở trong trang dòng thời gian đó, là em bảo là thôi không nói chuyện nữa. Vậy mà cô ấy vẫn nhắn tin hỏi là tại sao vậy, nhưng mà em không trả lời tiếp nữa. Còn lại thì đa số là chỉ quen 1-2 tháng, thậm chí là mới gặp nhau có một lần thôi. Nhưng mà em không hiểu vì sao mà cứ mỗi lần mà gặp em, cho dù chưa có người yêu thì chỉ trong vòng 6 tháng đổ lại là có chồng hết. Trời ơi, em mát tay dữ vậy. Em cố gắng em gặp anh này giùm chị nha. Được không được gì mình cũng có lấy chồng nha em nha. Muốn lấy chồng chưa? Cái thời gian đó là tức là cũng được người thân người ta giới thiệu á, thì cứ đến gặp
thậm chí coi như là có người trước đó là chưa có người yêu, nhưng gặp em là một lần một duy nhất thôi. Là lúc đấy cũng chỉ hỏi tên tuổi rồi tính vào nhà chơi á, thì cũng chưa vào được vào đến nhà chơi thì tháng sau đã thấy bảo là cưới rồi. Trời ơi, sao em hay vậy ta? Em không hiểu luôn. Rồi bây giờ em kể chị nghe cái vụ mà em hận cái thù cái cô nào đó, em kể chị nghe cái câu chuyện đó là sao nè. Thì những cái người mà gặp em mà được một lần hoặc là 3 hoặc là 6 tháng mà lấy được chồng thì không sao, em thấy là bình thường bởi vì người ta không chấp nhận thì thôi. Tình yêu là phải có ở cả hai bên đúng không? Nhưng mà còn cái người mà em ghét nhất đó là quen kiểu là bắt cá hai tay á. Tức là bắt cá hai tay nhưng mà kiểu lộ liễu luôn á. Tức là đồng ý quen em đó, là có đồng ý nói chuyện yêu nhau, quen nhau đàng hoàng. Vâng, còn có nắm tay các thứ rồi. Nhưng mà tự nhiên cái tối em sang chơi thấy trang điểm đẹp lắm, em này cứ nghĩ là đi chơi bình thường. Thế mà hồi tự nhiên thấy chạy, tức là đi ra cổng rồi, bắt đầu em thì đi cũng đi theo cổng này, còn đi về á, về nhà. Là sao? Em là nhà anh họ của em là đối diện với nhà đó. Thì có phải là khi mà em sang chơi đúng không, thì thấy trang điểm các thứ chuẩn bị đi chơi á. Thì em cũng để cho trang điểm xong rồi đi, thì đến lúc mà người đó đi thì em về chứ đúng không? À, là người đó nói là người đó đi chơi với bạn chứ không phải là trang điểm đi chơi với em. Vâng, đúng rồi. Thế là em đi, tức là em đi theo để về á, thì thấy ra khỏi cửa một cái là chạy. Bởi vì người ta cũng còn nhỏ tuổi mà, như cũng 18, 19 gì đó. Thế là thấy chạy một đoạn, bắt đầu em ngó theo thấy lên xe của một thanh niên khác. Nhưng mà thanh niên đó là em vẫn biết đó là người yêu cũ của họ. Đó. Nên là em ghét, từ đó là em không bao giờ nói chuyện. Em ghét thì em chỉ gọi là không nói chuyện thôi, chứ không làm gì khác. Là vậy là gọi là hận đó hả? Là hận, là ghét là vậy có, đó hả? Có nghĩa là có thể nói một cách khác là cho dù sau này có thể chết em không cứu luôn. Ghê vậy, làm gì mà người ta làm gì em, người ta có hứa hẹn gì với em không? Thì đó, tức là có ở cạnh rồi đó, nhưng mà làm như kiểu là bắt cá hai tay nên là em tức lắm. Mà cái chuyện bắt cá hai tay cũng chuyện bình thường mà, bây giờ xã hội thiếu gì? Có nghĩa là trừ khi cái người này phải làm gì em ghê gớm lắm, là phải thề hay non hẹn biển với em, hay là cướp đời trai của em hay gì đó, trong trắng trinh nguyên của em hay sao đó. Chứ còn thật ra cái chuyện bắt cá hai tay ngoài xã hội cũng nhiều mà. Có gì đâu, không được thì thôi, buồn thời gian chứ gì đâu mà hát ghét hận người ta bến nổi mà. Thấy chết mai mốt người ta có chết trước mặt em cũng không cứu, là phải cô này cũng phải có làm cái gì em đó, hẹn hò với em hoặc là cái gì đó mới được gần gũi. Hẹn hò đó. Hẹn hò như thế nào? Ý nói là có nắm tay và có ở bên nhau một thời gian nữa. Bên nhau là như thế nào? Là sống chung với nhau hay sao? Không, tức là có đi chơi chung á. Nhưng mà bản thân em thì khi mà đã quen một ai rồi là em gọi là rất là trung tình lắm. Nên là chỉ cần gọi là va chạm một chút thôi là có cái cảm giác đó nó sâu đậm trong em. Nên rất là... Chứ hai người là chưa có ở chung, chưa có sống thử. Đâu có ở chung được. Chỉ mới nắm tay thôi mà người ta bỏ mà hận tay thấu xương vậy đó. Tức là mỗi lần như vậy là đau lắm. Đau lắm. Rất là đau. Rồi tới bây giờ em đã có ở chung với ai lần nào chưa? Dạ chưa. Từ hồi mà em... Tức là quen trong cái 2 năm mà em bảo là cứ 3 đến 6 tháng là có người lấy chồng á. Là sau cái thời gian đó là em không quen ai nữa. Bởi vì em sợ cứ mỗi lần mà em ngỏ lời cái là người ta lại trốn tránh. Xin lỗi. Có một lần coi như là em cũng đến để gọi là nhà người này để chơi thôi, cũng là cũng người trong nhà giới thiệu đó. Thế là em đến nhà chơi thì người nhà nói là không biết là người đó đi đâu. Thì em nhìn thấy có một người đang đắp chăn ở dưới giường á, tức là người ta trải chiếu ở dưới đất người ta nằm á. Thì em thấy đắp chăn ở đó. Thì em bảo thôi nếu mà đi đâu thì chờ một xíu về rồi gặp. Thì em ngồi đúng hơn một tiếng đồng hồ không thấy người đó về, mà cái người chùm chăn vẫn cứ chùm. Thế là em bảo đã thế cứ ngồi dài xem coi chùm cỡ nào. Vậy mà cuối cùng em ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn cứ chùm chăn như vậy. Em nghĩ là chỉ có người đó đang nằm đó thôi. Nên là mỗi lần mà em có ý định ngỏ lời gì đó là thấy người ta hay trốn tránh thì em cũng ngại. Bởi vậy nên là em muốn tìm những chương trình này là bởi vì em biết là những người mà đăng ký tham gia chương trình này là đã sẵn sàng rồi. Đó là cái bước hàng rào của họ đầu tiên, họ cũng đã hạ thấp xuống nên em có thể dễ tiếp cận được. Theo như những gì em chia sẻ thì thứ nhất là chị trân trọng em, là chung em là một cái người
nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng mà thật ra đó, chị mới nói với em một điều là như vậy nè. Cái tình yêu nó khó nói lắm. Mà một cái, em muốn một cái tình yêu giống như em, kiểu em là em thích khi quen một ai đó, yêu một ai đó rồi là tiến tới hôn nhân luôn. Và phải chung thủy với nhau, phải yêu thương nhau mãi mãi, đúng không? Ý em là muốn như vậy, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng thật ra trên thực tế cuộc sống đó, nó khác lắm. Em cũng thấy rồi đó, cũng nhiều cặp vợ chồng, nhiều bạn yêu nhau 7-8 năm rồi cũng chia tay. Thậm chí có những người đã sống với nhau luôn rồi, sống thử với nhau luôn rồi, người ta vẫn chia tay. Hoặc là nhiều khi lấy nhau rồi sinh con đẻ cái không phù hợp, người ta vẫn chia tay. Không lẽ vậy rồi mấy người đó chết hết? Rồi chả lẽ người ta hận nhau thấu xương? Thôi bỏ hận thù đi, cái gì qua rồi là qua. Cái người đó không có xứng đáng với mình, hoặc cái người đó chưa phải duyên với mình, thì mình sẽ có người khác. Thì cái chuyện này em cũng đã biết rồi. Tức là có nhiều cặp coi như là vợ hoặc là chồng gọi là không có quan tâm gì tới nhau á, thì chuyện chia tay thì đúng là một điều mà không ai muốn. Nhưng mà nếu cứ ở bên một người mà không quan tâm đến đối phương thì đúng là cũng là một thiệt thòi cho họ. Nên nếu mà bản thân em mà có thì em sẽ luôn quan tâm. Tức là để tránh những cái trường hợp, gọi là tránh sai lầm của những cặp mà mình đã biết. Nhưng thật ra mình đâu biết trước được đâu. Nhiều khi lúc em mới quen nhau thì hai đứa yêu thương nhau thật sự. Nhưng một thời gian sau, ví dụ như cô đó cổ thay lòng thì sao? Rồi em làm gì? Thôi thì nếu mà người ta đã không muốn ở bên mình nữa thì cũng đành chấp nhận thôi, biết. Thì đấy, đành chấp nhận thôi thì mình vẫn cứ phải vui vẻ mà sống. Chứ mình không thể vì điều đó mà mình tự nhiên rồi mình lại phải ôm khâu khâu trong lòng rồi mình hận thù rồi làm gì. Cuộc sống mà. Không, nói chung là em cũng không phải là lụy tình đâu. Em bản thân em thì cũng gọi là bị từ chối nhiều á, nên là cũng đau khá là nhiều. Nhưng mà khi mà mỗi lần như vậy thì em lại càng, có nghĩa là em sẽ suy nghĩ là mình càng phải sống tốt hơn. Sống làm sao mà để cho người đã từng bỏ rơi mình cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ rơi. Đúng rồi. Không có phải sống tốt hơn là đúng. Còn không có sống tốt hơn vì những người khác bỏ rơi mình vậy đó. Nó đã bỏ rơi mình, nó chả bao giờ để ý tới mình nữa đâu. Em có tốt hơn hay xấu hơn nó cũng đâu có quan tâm. Tại vì đâu có cần mình sống tốt hơn để cho bản thân mình và cho cái người trong tương lai, chứ không phải vì người trong quá khứ. Thay đổi tư duy cuộc đời mới thay đổi, ok. Nha. Chỉ sống với hiện tại, sống cho mình trước đã. Mình phải thương cái bản thân mình trước đã, mình mới yêu thương người khác. Sống là cho bản thân mình chứ không vì cho một ai khác cả. Và sống là vì hiện tại và cái tương lai chứ không vì quá khứ. Nha. Ai đó đã sai với mình đã tốt mà họ sai với mình thì họ không xứng đáng để mình phải suy nghĩ tới. Và họ đã bỏ mình, chả bao giờ họ để ý tới mình nữa. Có nhiều người bị bỏ rồi mà cứ nói tôi sẽ ráng sống để tôi trả thù nó, để tôi dằn mặt nó cho nó biết hồi xưa nó bỏ tôi là nó sai lầm. Bây giờ tôi làm ông chủ, bà chủ tôi là được này kia kia nào. Đó là sai, đó là mình tự nghĩ thôi. Chứ cái người đã bỏ mình ta đâu bao giờ để ý tới mình nữa đâu. Thì hiểu đó, không? Đó là suy nghĩ của em thôi. Sai, thay đổi. Ok. À, khi nghe bạn trai chia sẻ về cái tình duyên của bạn ấy, những cái câu chuyện của bạn ấy thì em có cảm nghĩ như thế nào? Em cảm thấy là giống như bạn này hả? Nó lớn lên, trụ nó nhỏ quá. Dạ dặn hơn rất nhiều. Cái gì? Dạ dặn hơn tuổi của em rất nhiều. Tình trường của em thì như thế nào? Dạ, tình trường của em thì có 3 mối tình. Nhưng mà mối tình thứ 3 thì sâu đậm nhất đối với em. Còn 2 mối tình kia thì thời đi học còn. Rồi, bây giờ em muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai mà có thể hiểu được em, có thể nói chuyện, trò chuyện và có thể dành thời gian cho em. Thì ngoại hình em có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì cao hơn em, cao hơn em một chút, với lại không có quá béo. Không có quá béo. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cần một người bạn gái là cũng có ngoại hình còn xinh xắn. Nếu mà nói mà xấu được thì cũng không phải. Tức là cũng khi mà hai người gặp nhau á, bao giờ cũng phải có một cái cảm giác gọi là vui vẻ và là thích bên nhau á. Bởi vì nếu mà trước đây em có một lần cũng có thử nhìn một người ở trong gọi là họ phụ quán ăn thôi. Thì sau khi mà em nhìn được thì em về em suy nghĩ bảo nếu như bây giờ ở bên người này thì em cảm thấy không có gì vui vẻ cả. Bởi vì người đó có nhan sắc em không cảm thấy được á. Nên là nói chung là tùy theo em nhìn được hay không thôi. Còn về hình dáng thì nói chung là mập vừa phải thôi, hoặc là cũng gầy vừa phải thôi. Nếu mà mập quá em nhìn em sợ.
Bởi vì em cũng có quen một số người gọi là bà chị thôi. Nhưng mà nhìn ngoại hình của bà quá cỡ nên em ám ảnh luôn. Còn nếu mà gầy quá thì nếu mà nói về gọi là nói vui nhá, cơ thể con người em cũng cảm thấy giống như kiểu là cái pin điện thoại vậy. Nếu như mình sạc pin vừa phải thì pin sẽ dùng được lâu. Còn nếu như mà mình cứ để cắm triền miên vậy thì pin sẽ bị hư á, gọi là mập quá đấy. Còn nếu mà mình không sạc mà cứ để pin lúc nào cũng ở dạng thấp á, gọi là gầy á, thì pin cũng sẽ nhanh hư. Đó, vì thế cái gì cũng vừa phải. Ok. Rồi, đâu em có hình ảnh không? Có hình không cho chị mượn hình xem. Dạ, hình ảnh trong hình của bạn gái đâu? Hình, hình. Mở màn hình sáng nó tối thui. Mắt em rất là cần ít ánh sáng. Tôi nhìn tôi không thấy mẹ gì hết. Ôi giời ơi, cái gì mà đông thế, có cái hình nào ít người hơn không? Rồi mít khi mà chụp hình nên là... Rồi hình này có gì đâu đoán. Hình này nhìn vô biết em đâu rồi, chú rể với em thôi, có gì đâu đoán. À vậy à? Thôi thôi khỏi hình đi, dẹp dẹp. Đây dẹp. Đây được. Thôi dẹp 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 dẹp. Dẹp luôn, dẹp 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 vô. À, vậy từ nãy giờ trò chuyện thì em nghe bên đây nói chuyện, em cảm em có cái linh cảm của em ngày hôm nay, em đoán thử xem cô gái bên này là mập hay là ốm hay là vừa hay là cổ vóc dáng của cổ, mọi thứ của cổ đang như thế nào. Em nghĩ rằng là bạn ấy cũng là gọi là dạng trung bình, bởi vì bạn ấy nói là live stream thì em thấy đa số nữ live stream toàn là xinh không. À. Thế còn em có lên anh đó dự đoán cái chàng trai bên này đang như thế nào không? Anh là kiểu văn phòng hay là kiểu tập gym hay là kiểu bậm trợn, kiểu như thế nào? Em nghĩ anh là một người kiểu chất phát bình thường thôi. Chất phát bình thường thôi. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn nam không? Dạ, bạn nam nếu mà quá gia trưởng thì em sẽ không thích. Em có thích người bạn người vợ của mình, người bạn gái của mình làm những công việc xã hội hoặc là có sự tương tác nhiều ở bên ngoài không? Nói chung là bản thân em thì nếu mà giúp được cho người khác ở bên ngoài thì cũng tốt đấy. Nhưng mà công việc của, tức là không ảnh hưởng đến kinh tế của nhà mình nhiều thì được. Ý vậy nói là rồi em có thích cái người vợ mình vẫn đi làm bên ngoài, có nhiều mối quan hệ, có cái sự tương tác nhiều. Ví dụ như bạn ấy làm live stream nè, là bạn ấy sẽ có rất là nhiều fan, nhiều khách hàng, nhiều bạn bè ở trên cộng đồng mạng, ví dụ vậy. Em có thấy ngại không? Cái mà em lo ngại nhất ở đây đó là đừng bao giờ đi quá giới hạn. Thế thôi. Chứ còn nghề nghiệp thì không quan trọng. Dạ vâng. Quan trọng là bản thân mình thôi, đúng không? Đúng rồi. Rồi, mời bây giờ mời hai bạn nhìn về phía kia cửa trái tim này nha, để xem cái cảm nhận của mình, dự đoán trong lòng mình đang dự đoán, mình đang đoán cái người bên kia như thế nào, thì mình xem coi mình đoán có đúng hay không nha. Rồi, mở cửa trái tim. Chào em. Món quà tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà cho bạn. Rồi. Bây giờ mình khui quà thử xem nào, có ý nghĩa của món quà ngày hôm nay là gì nè. Rồi, cứ khui ra đi em. Wow. Hoa này là hoa sáp đúng không em? Tại sao em tặng bó hoa cho bạn gái? Thì bao giờ muốn tặng bạn gái cũng phải là tặng hoa chứ. À. Với lại hôm nay em cũng hơi vội nên là cũng chưa chuẩn bị gì. Còn em rồi, khui quà bạn gái thử xem. Bút à? Rồi. Có ý nghĩa gì khi tặng bút cho bạn trai không cưng? Ồ, mà sao là tới hai cây bút? Dạ, hai cây bút là để ví dụ một cây có hết mực thì có cây kia sao? Rồi cây kia hết mực luôn thì sao? Dạ. Cây bút là khi mà mình có thể dùng để đi
ký hợp đồng với mấy cái đối tác. Dạ. Là cũng chúc bạn ấy thăng tiến hơn, tốt hơn trong cái công việc ha. Rồi cho chị hỏi, khi mà trái tim này, cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của em như thế nào? Thì cảm nhận đầu tiên của em là có vẻ như em đoán đúng không? Là cũng gọi là vừa phải, gọi là trung bình ấy. Cũng xinh xắn. Cảm xúc của em như thế nào? Thì nhìn cũng em cũng cảm thấy thích ấy. Thích. Dạ. Có sự xao xuyến rung động xíu nào chưa? Cái này thì chắc phải thêm một thời gian nữa thì sẽ sôi động hơn. Dạ. Rồi. Bản thân em thì rất là dễ gọi là in sâu vào trong tim lắm. Bớt đi, bớt in đi. In cái gì mà in không biết nữa. Cứ mỗi lần mà quen một người là kiểu gì cũng có một thứ gì đó gọi là ghi mà trong tim của em. Nhất là có người thì gọi là nhạc chờ. Nhiều khi nghe gọi nhạc chờ không mà nhớ hoài luôn. Người này dễ nặng tình quá ha. Rồi còn em, khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, em thấy anh này cũng khá là chững chạc. Dạ, nhưng mà cũng cần phải có thời gian. Đúng rồi, mới tiếp xúc mà. Không, mình phải trò chuyện thêm. Và thậm chí 30 phút ở chương trình cũng không đủ để chúng ta cảm nhận đâu. Nếu như mà chúng ta có một chút xíu gì đó cái duyên với nhau, hoặc là mình cảm thấy có chút cảm tình thôi với đối phương thì mình phải cho cơ hội. Rồi sau chương trình mình tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Chứ còn ngay tại chương trình thì nó cũng chưa nói là được điều gì. Chương trình chỉ cho mình một cái cơ hội, một cái duyên thôi. Còn nhận nó hay không là quyền của các bạn. Rồi để cho các bạn có thể có thời gian riêng tư trò chuyện thêm với nhau một chút xíu. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ cùng thưởng thức một bữa ăn của chương trình. Và trò chuyện thật là vui vẻ với nhau nha. Ở đây chị Tường để sẵn hai cái lá thăm. Ủa có một lá hả? Một lá hai câu luôn rồi phải không? Rồi, trong này có một cái lá thăm, có hai cái câu hỏi. Một chút xíu nữa trong quá trình ăn uống, hai bạn sẽ cùng mở ra rồi đọc hai câu hỏi đó lên và cùng trò chuyện theo cái chủ đề trong đó nha. Rồi, mời các bạn thưởng thức bữa ăn. Vừa nãy em tên gì nhỉ? Nãy anh chưa nghe rõ. Em tên Mỹ Hòa. Mỹ Hòa. Em hiện tại là đang ở khu vực nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở khu vực quận Phú Nhuận. Phú Nhuận à? Với cách cũng khoảng mấy cây thôi. Anh thì ở đoạn chợ Thạch Đà, chứ em biết chứ. Thạch Đà, Gò Vấp. Em livestream này bán hàng được lâu chưa? Dạ cũng mới, chứ cũng chưa lâu. Bản thân anh thì cũng dễ gọi là, tôi gọi là dạng hỗ trợ. Tức là bản thân anh thì không nghĩ ra được ý tưởng, nhưng anh sao chép ý tưởng người khác thì được. Rất là nhanh. Đó. Biết đâu là quen anh thì em có thể, anh có thể giúp em được trong việc của em. Đó. Em có gì hỏi anh? Nếu mà thời gian sắp xếp thì anh có thể rảnh được ngày nào? Em chắc là cũng biết về Shopee Food đúng không? Em đã đặt hàng bao giờ chưa? Đó. Thì công việc của anh thì muốn nghỉ giờ nào cũng được hết. Gọi là tùy ý của mình thôi. Nếu mà em bận thì anh, tức là em rảnh lúc nào anh cũng có thể xuống được. Dạ. Được. Có vẻ hơi khô nhỉ. Em hôm nay là 24 tháng 7. Em tuổi dần.
Cho anh hỏi này nhé. Khi mà em đăng ký chương trình này á, thì có biết là em đã xác định rằng là sau này mình sẽ tiến tới một cuộc hôn nhân lâu dài chưa? À, cái này em cũng chỉ đăng ký để tìm hiểu. Tất nhiên là phải tìm hiểu trước rồi. Nhưng mà ý anh nói là, ý anh hỏi là mình đã gọi là có xác định chưa? Cái đó là do hai bên gia đình quyết định. Không, anh đã đang hỏi là ý của em thôi. Tức là em đã nghĩ tới cái việc lập gia đình chưa? Cái đó em nghĩ là cỡ thêm 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa. Nếu vậy thì điều gì mà em không thích ở người con trai? Tức là không thích con trai làm cái gì đó? Ví dụ người con trai gia trưởng thì em sẽ không thích. Gia trưởng. Vậy theo em thì thế nào là gia trưởng? Gia trưởng là làm những việc gì? Gia trưởng là ví dụ như là không có nghe theo ý của người khác á, kiểu như là phải sức lực. Mới vậy thôi đúng không? Kiểu như vậy. Nếu vậy thì nếu như mà em nói là gia trưởng là không nghe theo lời người khác, vậy thì em có như vậy không? Không, cái đó thì em chỉ đưa ra cái quan điểm của người bạn trai thôi. Còn em thì... Bởi vì anh nghĩ nếu như bây giờ mà em nói là ví dụ như anh không nghe lời của em, vậy thì có những việc mà em không nghe lời của anh thì có phải là chúng ta lại gọi là một bên gia trưởng, một bên nữ quyền không? Đúng không? Thì nói chung là bản thân mình sẽ gọi là nếu như mà trong cuộc sống mà gặp một vấn đề gì á, mà hai bên cần phải giải quyết á, thì mình sẽ gọi là tìm đủ mọi cách để có thể giải quyết vấn đề đó mà không ảnh hưởng đến gọi là tình cảm của mình. Đó. Thì nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ mà kêu người này phải nghe người kia mà không dám cãi lại hay gì thì cũng là cũng hơi khó đúng không? Vậy trong cái thời gian mà em làm việc ấy, thì em có hay gặp khó khăn gì không? Trong lúc làm việc thì cũng có những khách hàng khó tính, họ không có hiểu mình nên là giống như là họ tự rời bỏ đi. Nhưng mà em có hay bị bom hàng không? Có đâu, thường thường gặp bán hàng online là hay bị bom hàng đấy. Nhưng lúc đó thì em có thấy cảm thấy thế nào? Cảm thấy rất là khó chịu. Khó chịu không? Thì gặp những trường hợp như thế thì em có gọi là động thái như thế nào? Thì những cái khách hàng đó thì mình giống như là mình không muốn cho họ tương tác với lại cái cửa hàng của mình nữa. Rồi bóc lá bài trả lời câu hỏi trong đó đi, trò chuyện theo những yêu cầu trong đó đi. Cái này có một cái ạ. Giờ bản thân anh thì em biết là anh là nghề gì đúng không? Thì nó thật sự thì cái nghề này của anh á, là cũng gọi là làm cũng không phải là duy trì lâu dài. Kế hoạch của anh thì nó muốn gọi là tiến tới một cái vững chắc hơn. Thì không biết rằng là anh nói ở đây thì có hợp lý hay không. Bởi vì nếu mà anh thấy nếu mà theo nghề của em cũng được, còn là cũng anh có thể giúp em được. Còn nếu không thì theo cái của anh thì sợ em cảm thấy nó không hợp, không phù hợp với em. Không biết có nên nói ở đây không? Cái đó nếu mình có thể nói sau chương trình nếu mà không thấy tiện. Nếu vậy thì có gì để sau chương trình mình sẽ bàn sau.
vừa nãy cũng nói về nam gia trưởng và nữ quyền rồi. Thì đó, nói chung là khi mà mình gặp vấn đề gì thì hai bên sẽ tìm cách hoặc là giải quyết vấn đề đó mà không có ảnh hưởng tới tình cảm. Thì nếu như bây giờ anh thấy nghề, em thấy nghề của anh thế này thì không biết là em có đồng ý không? Là nghề bên Shopee. Công việc bên Shopee em thấy cũng cũng khá là phổ biến cho nhiều người hiện nay. Đúng rồi. Thì em có gọi là thấy, cảm thấy là công việc này nó không chắc chắn hay là gọi là thu nhập thấp hay là gì đó? Dạ không, cái bên Shopee thì em nghĩ là thu nhập ổn định. Nếu như mà thấy anh làm nghề như thế này thì em cảm thấy là ổn định đúng không? Được không? Thật ra thì nghề này anh cũng chỉ gọi là làm, gọi là kiếm thu nhập bình thường thôi. Còn sau này là nếu như mà có gia đình thì phải kiếm đường khác, chứ không thể kiếm được này mãi được. Rồi. Tôi ở ngoài mà tôi ráng tôi lắng nghe, tôi không nghe được cô này nói cái gì luôn á. Anh này nói tôi còn nghe bên đây tôi nghe không được luôn. Hôm nay em đi tham gia chương trình mình đi với ai? Dạ, em có tham gia với ba và mẹ Queen. À, có ba và mẹ luôn. Em đi với ai? Em thì do mời gấp quá nên là chưa mời em gái đi được. À, tụi mình ở trong này một mình mà đúng không? Rồi vậy Cát Tường xin mời cô chú vô trong này luôn ạ. Dạ, mình vào đây. Trong chương trình thôi, em kêu bằng cô chú chứ bình thường ngoài em kêu anh chị thôi đó. Dạ. Anh chị thôi đi nha. Anh chị nha. Dạ, chào anh chị. Dạ. Hồi nãy giờ ngồi ở ngoài thì mình cũng nghe hai cháu, hai em trò chuyện với nhau. Thì không biết là cảm nhận của anh chị như thế nào trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Em nói trước đi. Thì nói chung là đi đến đây là để cho hai em gặp nhau, nhưng mà để quyền quyết định là ở hai em. Dạ. Thì tình yêu thì không phải là một lúc là tìm hiểu được. Dạ. Mình phải thứ nhất là nhìn qua tính cách nó hợp hay không, rồi mình phải có thời gian nữa. Cho dạ. Nên thì các em thì cứ lên đây quay phim thì để cho nó vui vẻ, với lại theo ý của con gái ở đây là rất là ngưỡng mộ chị Cát Tường ở đây. Dạ. Để có một lần để lên gặp được chương trình. Dạ. Và nếu mà có duyên thì càng tốt, có duyên. Dạ. Gặp được bạn trai thì rất. Dạ. Là nhưng mà không biết về phía mình là gia đình, mình là ba mẹ mà mình cũng phải là người định hướng cho con cái. Bởi vì thật sự lúc Tường là tuổi trẻ là tất cả mọi quyết định của Tường, đặc biệt là ngay cả trong tình yêu hôn nhân là đều do ba mẹ. Mặc dù mình lựa chọn nhưng mà mình đưa về, mà chỉ cần mẹ nói này không được là thế nào trước sau gì cũng bỏ, mà mẹ nói này được là ok. Có nghĩa là cha mẹ đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái cuộc đời của con. Thì với tư cách mình là người ba mẹ, thật ra mới gặp thì mình làm sao mà biết được, nhưng mà mình cũng có cái kinh nghiệm sống mà mình nhìn cái sơ bộ, thì anh chị đánh giá như thế nào? Sơ bộ thì nhìn thấy thì chắc có vẻ là thấy hai bạn chưa có hợp tương tác tốt. Đúng rồi. Cho nên là thì biết đâu chương trình này xong thì sao đó thì cũng là làm bạn, để có thêm, người ta gọi là thêm bạn bất thù mà. Cái đó là nó yeah. Tốt đó. Yeah. Trong cuộc sống nói chung, nếu mà ngày hôm nay cứ quay hình xong rồi, nếu mà mình có cái duyên thì mình nói chuyện thêm ở ngoài để mình tìm hiểu. Yeah. Chứ còn nếu mà về nói chấm liền bây giờ thì thấy chưa, bản thân mẹ là chưa thấy chưa ổn lắm. Chưa. Rồi bây giờ ba nè, đàn ông nè. Thì đàn ông với đàn ông anh nhận xét như thế nào? Thì đứng góc độ là phụ huynh cũng quan tâm tương lai của con gái. Nếu mà có một cái người tương lai biết chăm lo quan tâm thì cùng nhau mà tiến tới một cái gia đình tốt đẹp thì đó là điều mong ước. Yeah. Thì thực tế cái chương trình đây là
bé cũng rất là giống như khát vọng, khát khao. Dạ. Gặp cô Cát Tường là một phần như ở đây cũng có hy vọng là một cái duyên. Dạ. Thì duyên đã nói là duyên thì mình không thể nào mà khẳng định hay biết trước được. Dạ. Cho nên là cái đó cũng tùy duyên thôi. Còn bây giờ nhận xét về bạn nam á, thì thật nhìn thấy vóc dáng cũng ok. Dạ. Thì cũng thấy cũng chịu khó, biết thậm chí xa quê hương để là lập nghiệp, mưu sinh lập nghiệp. Nhưng mà nói về chấm thì chắc cũng phải theo cái duyên và có thời gian. Yeah. Có cái đạt đến cái mức độ nào đó thì nó phù hợp nhau mới có, chứ cũng không để đến tình trạng là không thực sự có duyên mà gái hết nhau quá thì tới lúc nó đổ vỡ, nó là một cái tổn thương hoặc là cái điều đó không ai mong đợi. Không biết là mình là một người cha, một cái người đàn ông trụ cột trong gia đình, có một đứa con gái như vậy thì cái tiêu chí để anh chọn rể thì anh có đặt ra cái yêu cầu hay là cái chuẩn mực gì không? Thì thực ra con gái mình nó cũng hiền đó, thì cái mức độ năng động để gọi là giống như nhiều người xung xáo trong xã hội để làm việc mà tích cực như đó, thì có khi cũng ở mức độ mình không có mong đợi con rể yêu cầu cao quá. Thì cái chân thành là quan trọng nhất. Dạ, chân thành. Biết chăm lo. Tại vì thời nay không phải là mình nghĩ bi quan, nhưng mà những đứa trẻ, những bạn nam trẻ trẻ đó, cũng hay vì cái phút chốc hay là trong ngắn hạn, trong cái mối liên hệ nó không được bền vững. Thì cái điều đó là cũng đáng quan tâm. Dạ. Cho nên là ở đây có cái chương trình thì cũng cháu muốn thì cũng tạo điều kiện thôi. Còn thật ra cũng phải có thời gian để cân nhắc. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, mời anh chị xuống dưới ngồi xem tiếp nha. Dạ, dạ. Đó, đó là ý kiến của người thân để mình có thể tham khảo thêm. Ba mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình hết, rồi ba mẹ nào cũng muốn là con cái của mình tìm được cái bến bờ hạnh phúc. Cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến. Và chị tin chắc rằng là ba mẹ cũng sẽ luôn tôn trọng những cái quyết định của mình. Cho nên mình cứ sống thật với bản thân mình thôi. Rồi, để cho hai bạn có thể hiểu nhau được nhiều hơn nữa thì chị trò chuyện thêm một chút xíu nữa nha. Hồi nãy chị ra ngoài chị cũng không nghe hai bạn nói được gì nhiều luôn. Bây giờ chị sẽ hỏi các bạn một câu, một cái chủ đề thôi. Ví dụ như bây giờ mà mình lấy nhau đi, ví dụ mà mình lấy vợ, lấy chồng, nhưng mà bây giờ xu gia quan trọng, ba mẹ hai bên mà rủi như có cái gì đó nó hơi xung đột với nhau một chút, mà dẫn đến là cái sự bất hòa, làm cho hai con cái không có được. Cái này ngoài thực tế có nhiều lắm nè. Thì bây giờ mình, trường hợp mình là con ở trong nhà, mình là con rể hoặc mình là con dâu, thì cương vị của mỗi bạn, các bạn sẽ xử trí như thế nào? Rồi, mời em. Theo quan điểm của em thì thời hiện đại thì người ta thường muốn lập vợ riêng nếu mà có vợ có chồng. Ở riêng á, nếu tôi không nghe gì luôn á, tôi không nghe một cái gì luôn á. Rồi nói lại giùm chị. Nếu mà lập gia đình đó thì thường người ta có xu hướng muốn ở riêng khi chứ không muốn ở chung. Ở riêng vẫn có xung đột. Xung đột. Trời ơi, hoài vậy. Ở riêng nó vẫn có xung đột. Ở riêng không có nghĩa là không thăm nom gia đình nội ngoại hai bên. Nhưng mà khi gia đình ở đây là gia đình là có mâu thuẫn với nhau, hai bên cứ mỗi lần về chồng nói bên kia ba má em vậy, bên đây về vợ ba má anh vậy, rồi các bạn ở chính giữa các bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ, cái đó là hai bên là phải ngồi xuống trò chuyện với nhau để tìm ra cách xử lý. Hai bên là hai bên nào? Hai bên gia đình. Trời ơi, khó lắm, làm sao em điều khiển được ba mẹ hai bên? Nghĩa là hai đứa bạn, hai bạn mình phải giải quyết như thế nào cho êm ấm trong nhà của mình. Mình chọn một cái giải pháp cho hai vợ chồng, chứ làm sao mình điều khiển ba mẹ được, đúng không? Rồi có nhiều ba mẹ chướng lắm, nói đâu có chịu, đâu có nghe đâu, rồi mình phải tự xử lý chứ. Thì lúc đó mình sẽ làm sao? Em hỏi anh trước. Rồi mời anh trước. Bản thân em thì suy nghĩ thoáng lắm. Tức là nếu như ba mẹ giận nhau thì em vẫn cứ để cho ba mẹ giận, bởi vì coi như là em, cái quan trọng em là vợ chồng của em thôi. Chứ còn ba mẹ giận nhau thì nếu mà không đến thăm nhau thì biết làm sao được. Chỉ cần coi như là em đến thăm ba mẹ vợ, hoặc là vợ của em đến thăm ba mẹ em là được rồi. Còn hai ông bà, nếu mà bốn ông bà mà giận nhau thì bốn ông bà
thì đúng là em cũng đâu biết làm sao được. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó là vợ chồng em thôi. Vậy thì em phải trò chuyện với vợ nhiều hơn để tìm ra cái giải pháp làm sao chu toàn báo hiếu cho hai bên, thăm nom chăm sóc này kia thôi, chứ không để cái chuyện của bố mẹ mà làm ảnh hưởng cho cái tình cảm hai vợ chồng. Chỉ có ví dụ như em đến thăm cha mẹ vợ được rồi đó. Còn hai ông bà xui ra giận nhau thì kệ. Có nghĩa là tụi em làm tròn chữ yếu, cứ đi thăm ông bà này thăm bà kia thôi, còn mấy ông bà sao khỏi gặp nhau cho nó lành. Chứ bây giờ mà giải quyết đều cả hai bên là kiểu gì vợ chồng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe bên này nghe bên kia là mệt lắm ha. Tốt nhất nếu mà hai ông bà, tức là hai bên giận nhau thì mặc kệ. Miễn sao mình đến thăm thì để gọi là báo hiếu lắm là được rồi. Báo hiếu là được. Ý kiến ảnh vậy em thấy sao? Thấy cũng hợp lý mà nói không được. Người ta nói thì thấy cũng hợp lý. Đúng là cô này hiền thiệt. Bởi vì lúc đầu chị nghĩ cho làm livestream chị nghĩ em cũng lanh lẹ, chị thấy đúng ba mẹ em nói đúng á, em hiền thiệt. Vẫn thật ra là tuổi cũng còn nhỏ mà chưa có trải nghiệm nhiều, chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Thì chị thấy là hai bạn tự tin, em tự tin lên một chút xíu, rồi cứ bước ra ngoài, cứ trải nghiệm thêm. Có chút vấp ngã không sao, có thất bại không sao, có thành thất bại nó mới có thành công. Ví dụ có chút vấp ngã cũng không sao hết. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy, chị nói với em một lần nữa, yêu nhau rồi có chia tay cũng không có gì là quá ghê gớm. Thế giới này không bao giờ sụp đổ, không bao giờ có câu chuyện là không có, ta nói là không có mợ chợ dẫn đông, không có người này sẽ có người khác. Không phải là chị cổ xí cho cái chuyện tình yêu mà không chung thủy, nhưng mà cuộc đời không ai nói trước được điều gì cả. Nhiều khi đôi lúc đầu tiên mình chưa quen, mình mới gặp nhau thôi, nhưng mình đặt ra nhiều cái kỳ vọng cho đối phương sẽ làm cho đối phương cảm thấy áp lực, hiểu không? Cái quan trọng ở đây đó là phải biết quan tâm với nhau rồi. Chứ còn chuyện về tương lai cứ đến đâu thì nó đến đó. Chính xác, cứ sống hết lòng trong cái khoảnh khắc này để mình vui trọn vẹn khoảnh khắc này là được rồi. Đó là cái giá trị hiện tại ha. Rồi bây giờ trước khi mà quyết định có bấm nút hẹn hò hay không, nãy giờ mình trò chuyện rồi, thế bây giờ thì chị nghĩ rằng là chị mời hai bạn mình có thể cầm tay nhau qua cái cánh cửa trái tim này 30 giây thôi, rồi nhìn nhau để mình một lần nữa mình kiểm tra coi có chút gì rung động xao xuyến hay không, rồi mình sẽ đưa ra quyết định bấm nút. Và 30 giây này các bạn nhìn nhau thôi cũng được, còn bạn mình muốn nói gì với nhau cũng được, cái tình cảm của mình, cái nguyện vọng của mình hay cái điều gì nãy giờ mình chưa chia sẻ. 30 giây này rất quan trọng nhé. Rồi xin mời hai bạn. Nhìn bàn tay thấy mềm đấy. Thì nói chung là mới gặp nhau thì chưa có gì để nói gọi là để hiểu nhau sâu sắc hơn, nhưng mà anh hy vọng rằng mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Những gì mà em đã chia sẻ với anh thì anh sẽ gọi là anh sẽ tìm cách để làm tốt cái bổn phận của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ thì sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Nếu đồng ý hẹn hò để tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa thì mình bấm mạnh vào nút. Nếu mình không đồng ý hẹn hò, mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Ở đây không ai ép mình hết. Ở đây mình bấm vì bản thân mình muốn cho mình cơ hội và cho đối phương một cơ hội. Không phải bấm vì lịch sự, bấm vì bấm cho nó đàn ở này kia, tự đấy không cần thiết. Mình bấm mà mình không thích, mà mình bấm cái đó mới là kém văn minh. Còn mà mình thích mà mình không bấm, mình ngại ngần là mình đã tự đánh mất cơ hội của mình. Hãy làm theo lý trí của mình đang suy nghĩ. Ồ, cái đối tượng này có phải là người có đáng để cho mình có cái cơ hội này không? Có thể có tiềm năng hay không? Nếu có thì cho cơ hội. Mình bấm vì cái trái tim của mình. Ồ, có cái chút xao xuyến rung động nào hay chưa? Chứ còn biểu gặp nhau mà thích nhau liền, yêu nhau liền thì không có đâu. Chỉ là có một chút thì mình cho nhau cơ hội, không thích còn không có thì thôi nhá. Rồi, mời hai bạn đặt tay lên nút bấm và nhắm mắt lại giùm chị. Sau 3 tiếng đếm của Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, phải trân trọng những cái điều mình đã đưa ra nhé. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1. Hai. Ba. Wow, thật là tuyệt vời. Em bấm là do em giống như chị vừa chia sẻ, hay là em bấm do ba mẹ mình tác động? Dạ, em cũng cho bạn một cơ hội. À, mà muốn cho một cơ hội. Chị hỏi luôn, em đừng giận chị nhé. Chị hỏi thì em đừng giận chị nhé. Vì chị là người lớn nên là
Chị nghe ba mẹ em chia sẻ thì chị cảm thấy có cái vẻ là ba mẹ em không thích em bấm. Tại sao em vẫn bấm? Chị nói thiệt. Tại sao em vẫn bấm? Chị rất là trân trọng em, chị rất là nể kiểu em. Kiểu như là muốn làm bạn trước thôi, chứ không phải là tiến tới xa. Cho một cái cơ hội cũng như là cho bản thân mình. Tại vì cảm xúc của mình thì là mình sẽ tự quyết định. Em mặc dù hiền nhưng mà chị thấy em cũng là một người rất là bản lĩnh và chị rất là trân trọng. Còn em là phải trân trọng cái cơ hội ngày hôm nay. Bạn ấy rất là nghiêm túc khi đến với chương trình thì mới đưa ba mẹ đến cùng. Và chị thấy em cũng là một người rất tử tế và rất là nghiêm túc, bởi vì em rất là đặt nặng cái vấn đề về tình cảm. Em không đùa giỡn với tình cảm. Thì hôm nay chỉ là mới sự bắt đầu thôi. Tại chương trình này, cái bấm nút này nó cũng chưa phải là tất cả. Cái bấm nút này chỉ là bắt đầu từ hôm nay, giống như là mình chính thức bỏ thời gian để tìm hiểu cái bạn này. Còn cái tình yêu nó có vun đắp được hay không là do các bạn. Chứ còn mình bấm xong rồi, nhưng mà sau đó rồi mình không quan tâm, mình không theo, không tìm hiểu, mình không chăm sóc nhau thì cái bấm này nó cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Cái bấm này là giúp em có lý do để rời nhà vào chủ nhật. À, rồi, ok, rồi mời hai bạn qua đây.